là một vũ công chuyên nghiệp, đã đôi lần tôi ấp ủ mình sẽ có đủ điều kiện và may mắn để thành lập nên một vũ đoàn cho riêng mình. Và với 12 năm kinh nghiệm trong nghề, gặp rất là nhiều khó khăn và thử thách, tất cả giúp tôi trưởng thành hơn thôi. Và ngày hôm nay tôi rất vui khi được có mặt ở đây để nói về cột mốc thành lập nên vũ đoàn LTA của riêng mình. Thưa quý vị, giờ phút này thì tôi có rất là nhiều những tâm trạng khó tả, vì đơn giản cũng chính sân khấu này. Tôi là thí sinh của Án Vàng và vũ công Lê Thiên Ân cùng vũ đoàn LTA đã hỗ trợ rất nhiều cho những phần thi của tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc mừng vũ đoàn LTA đã được thành lập bởi một người đầy tài năng và có tình yêu to lớn cùng với nghệ thuật. Vậy câu chuyện tại khoảnh khắc cuộc đời mà nhân vật Lê Thiên Ân chia sẻ sẽ là gì? Ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ người kết nối, đạo diễn Ngọc Duyên tại khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Ngọc Duyên xin kính chào quý vị khán giả của Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Xin chào Thiên Ân. Theo như Duyên biết là từ một vũ công nè, rồi cơ duyên nào mà lại thôi thúc Lê Thiên Ân mạnh dạn để thành lập ra một vũ đoàn riêng cho mình mang tên là LTA? Em xuất phát điểm là một vũ công với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề thì tới 12 năm lận. Em nghĩ đến một lúc thời gian đó khi mà mình chín mùi trong cái đam mê của mình thì mình cũng muốn sẽ có được một cái gì đó của riêng mình. Em có nghĩ đến những năm về trước rất là lâu rồi nhưng mà không dám làm vì nhiều cái đó là về phần kinh tế, mình không có đủ điều kiện để mình làm vấn đề đó. Thì sau này em được sự đốc thúc của một người chị và một người anh trong nghề tài trợ và hỗ trợ cho em rất nhiều về vấn đề về trang phục và đạo cụ, mà lúc đó em cũng cảm thấy là mình cần làm, nên em đã quyết định đầu năm nay em thành lập nên vũ đoàn LTA luôn ạ. Tức là vũ đoàn của mình đã hoạt động được khoảng bao lâu rồi? Chỉ mới hoạt động được nửa năm thôi ạ. Được nửa là ngày thành lập của em là ngày 3/1 của đầu năm nay luôn. Chính xác là vào đêm chung kết của Án Vàng. Dạ. Mình lùi thời gian về trước một chút, Ân có hoạt động tại các nhóm múa đúng không? Dạ, thì đúng bạn rồi. Có thể chia sẻ một chút vì sao mà bạn lại đến với cái bộ môn múa và lại hoạt động đến bây giờ? Thật sự hồi xưa trong trường, từ năm cấp 1 luôn, chính xác vào năm lớp 4 là em làm một cây văn nghệ ở trong lớp và tham gia các đội văn nghệ của trường luôn. Nhưng hồi xưa em chỉ tham gia là hát thôi. Cái thời điểm em biết là mình có thể cảm nhận được âm nhạc, được nhịp, được những động tác là vào năm em học lớp 10. Tham gia vào đội văn nghệ của trường, nhưng mà đội văn nghệ về hát cơ. Mà song song đó thì lại có một đội văn nghệ nhảy mà bạn em mà đang tham gia bên đó. Xong rồi bạn tham gia thử đi, vui lắm. Thì em cũng tham gia thử. Em tham gia đúng một tuần, cái anh thầy, chắc lúc đó em gọi là anh thầy thôi, thì anh lại kêu là nhìn em có vẻ có năng khiếu đó, em thử tham gia xem. Thì sang tuần sau là em lại lên tham gia đội nhảy luôn, em không đi hát nữa. Vậy là bây giờ em phải quay về em cảm ơn anh thầy đó, tại vì anh thầy đã định hướng đúng cho em rồi đúng không? Dạ, là từ lúc đó em lại thấy là cái bộ môn này cũng khá là hay, khá là thú vị, mình được giải tỏa năng lượng nữa. Cái từ đó là em tham gia nhảy luôn. Các anh chị ở trong khu phố, em cũng tham gia các chương trình ở khu phố, có một số anh chị đi mua đám cưới thì thấy em có khả năng đó, mà chắc là người bên người ta đợt cũng thiếu người, cũng kêu là thôi em đi mua đám cưới đi. Bắt đầu từ năm lớp 11 em bắt đầu đi kiếm tiền bằng nghề múa rồi. Tức là mình đã chọn đúng cái hướng mình đi rồi, thì là em tập trung em đi theo cái bộ môn múa này. Bây giờ chúng ta sẽ nói sâu về cái khoảnh khắc khi mà em nói rằng là em quyết định anh thành lập nhóm LTA. Tại sao mà em lại dám đưa ra cái quyết định là em thành lập nhóm vậy, trong khi em nói rằng là sợ rằng là mình không có đủ lực thực sự mà nói để mình quyết định mình bắt đầu cho một cái sự nghiệp dành cho mình á, không phải là chuyện đơn giản. Cuộc sống em trải qua rất là nhiều cái thăng trầm, thật sự là em không tiện để nói ra những cái lý do mà nó thỏa đáng. Nhưng mà em chỉ nói là cái cảm xúc của em lúc đó nó thôi thúc em, cộng thêm những cái tác động mà đủ điều kiện luôn, cho nên là em đã quyết định là em làm luôn. Thật sự lúc đó em cũng không biết là em làm được hay không, tại bây giờ em không được học trong những chính chuyên, mà thực sự em là nghề dạy nghề. Em tham gia trong nghề 12 năm thì khi mà em đi đến đâu cũng vậy, em cũng có một cái tinh thần học hỏi. Em ráng em học, em không biết thì em cố gắng em làm, em đeo theo người khác. Mình cứ cố gắng từng ngày thì em nghĩ là những cái cố gắng đó của em á đã dựng nên được một cái vốn kiến thức. Có nghĩa là một cái tinh thần học hỏi và cầu tiến. Nói cá nhân Duyên đi, là đồng hành với một người đạo diễn dàn dựng thì Ân cũng có những cái sự sáng tạo của mình và đóng góp thêm vào trong một cái tác phẩm nào đó mà Ân tham gia. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chung là vũ đoàn LTA. Khi mà Ân quyết định là mình thành lập vũ đoàn rồi thì lúc đó Ân đã có lập ra cho vũ đoàn của mình một cái kế hoạch cụ thể là mình sẽ phát triển nó như thế nào chưa? Nó tới thì em làm, em không có một kế hoạch gì hết trơn. Tại vì thật sự là tất cả mọi chuyện đến với em rất là ngẫu nhiên, rất bất ngờ. Đó là cái chặng mà trước Tết là bạn bất ngờ
để bạn thành lập một cái vũ đoàn ATA. Nhưng bây giờ bạn đã có thời gian, sau khi mà mình bình tâm lại, bạn đã gánh trên vai cả một vũ đoàn, một khối nhân sự cùng đi theo đồng hành với bạn. Những người cộng sự đó bạn phải tổ chức, bạn phải sắp xếp, thậm chí là bạn phải có show để cho mọi người làm thường xuyên nữa. Vậy cho đến thời điểm hiện tại bây giờ là bạn đã có vạch ra cho mình tiếp theo cái kế hoạch là gì nữa không? Cái mà em vạch ra cho mình được vào thời điểm bây giờ, trước mắt là giao dù cho mình trước đã. Thật sự những cái mà nửa năm nay em làm là những cái em tích góp được những cái kinh nghiệm mà từ những anh chị đi trước. Em chưa có làm được một gì mới riêng biệt cho mình hết. Em cũng đắn đo hoài, đến bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra chính xác là như vậy. Các bạn mà cùng chăn lứa với em học trong trường múa thì cũng nói là cứ đi đăng ký đi học những cái khóa mà ngắn hạn, nhưng mà em cũng không có thời gian. Những cái thời gian còn lại em tập trung, em đi dạy, em trang trải cho cuộc sống mình. Tại vì thực sự là gia đình em thì cũng không phải là quá đủ, thậm chí có thể là thiếu luôn. Hồi xưa em cũng có đi học được một thời gian ngắn nhưng mà không có đủ trang trải, em lại bỏ để mà em đi kiếm tiền, em đi múa, em đi dạy hết ngày hết tháng. Nhiều khi em cũng không có thời gian làm gì khác cho riêng mình hết. Cái số tiền mà em dành dụm á đều để trang trải cho gia đình rồi. Ngoài ra em cứ mở mắt ra là em đi kiếm trang phục đạo cụ để em đầu tư về cho nhóm thôi. Em mua cũng khá là nhiều đồ rồi. Số đồ mà ông anh em đưa cho em á, em chưa trả tiền cho ông luôn. Cho nên là em cũng có một số vốn về trang phục đạo cụ cũng khá là nhiều. Tại vì vũ đoàn mà mình phải có hình ảnh trang phục đạo cụ phong phú thì người ta mới cơ sở mình. Duyên này có một cái câu hỏi tiếp nữa là nói về cái chuyện quản lý nhóm. Chắc chắn trong một vũ đoàn như vậy đó, có rất là nhiều những cái cá thể trong đó và rất nhiều những cái cá tính khác nhau. Vậy thì mình là một người trưởng nhóm, là cái người quản lý, thì Thiên Ngân đặt ra cho nhóm mình những cái nguyên tắc như thế nào để mình có thể quản lý tốt nhất? Trong công việc thì em là một người khá là cầu toàn. Nói thẳng ra em hơi khó chịu, đặc biệt là vấn đề về giờ giấc. Cái đầu tiên em đòi hỏi các bạn là phải đúng giờ. Tại khi mà mình đúng giờ thì mình làm được nhiều thứ lắm. Mọi người phải có cái kỷ cương. Thật sự đến bây giờ em vẫn chưa có thành viên chính. Nhiều khi em không có show thì các bạn có thể đi bên ngoài để kiếm thêm. Mình tôn trọng các bạn. Tại trong khoảng thời gian mà em mới thành lập nhóm thì chính các bạn cũng về diễn là các bạn đã giúp đỡ em nhiều lắm rồi. Nhưng mà em vẫn đều đòi hỏi các bạn là có một cái sự kỷ luật việc nào ra việc đó. Khi mà em về làm cái này thì các bạn phải tôn trọng và nghe theo. Em cũng phải tôn trọng các bạn. Khi mình tôn trọng các bạn rồi thì các bạn sẽ tự khắc tôn trọng mình. Trong công việc nhiều khi có những cái mình nóng tính nóng nảy, thậm chí là chửi nhau luôn á, cũng có. Nhưng mà sau đó rồi anh em ngồi nói chuyện lại với nhau thì rút kinh nghiệm cho nhau. Cho nên là mình cứ sống tình cảm đi. Tình cảm với người ta thì em nghĩ là mình sẽ nhận được. Còn nếu như người ta không đối lại tình cảm mình á thì cũng kệ thôi, sao vậy. Nói một cách gần gũi hơn á, là tụi mình cứ sống tình cảm và dùng cái chữ chân thành để đối đãi với nhau. Chàng trai Lê Thiên Ngân là vậy đó thưa quý vị, rất là mộc mạc, rất chân thành. Nếu như Thiên Ngân khiêm tốn cho rằng là mình vẫn còn đang rất dở lắm, không sao cả, sự khiêm tốn đó sẽ đổi lại là cái hành trình tiếp theo bạn sẽ tiếp tục học hỏi bằng nhiều cách, đúng không Ân? Mình có thể học hỏi ở trên mạng, học hỏi những đàn anh đàn chị đi trước, học hỏi luôn cả những đàn em và những người cộng sự ở bên cạnh mình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đồng hành cùng với Lê Thiên Ân đến với khoảnh khắc cuộc đời là một cộng sự đã kề vai sát cánh bên anh từ những ngày đầu tiên thành lập vũ đoàn LTA. Vũ công chánh tính. Duyên thì Duyên biết bạn cũng nhiều năm rồi. Chánh tính cùng với Lê Thiên Ân cũng xuất phát điểm là những vũ công. Lúc trước thì hai người là đồng nghiệp múa với nhau. Nguyên do gì khiến cho Chánh tính chấp nhận đồng hành cùng với Thiên Ân từ những ngày đầu tiên thành lập LTA? Cái khoảnh khắc của em với anh Ân á, gặp nhau nó chớ chiêu lắm chị ạ. Cái khoảng thời gian đầu em với anh này gặp nhau á, là ở vũ đoàn A. Đối với một vũ công trẻ mới vào nghề á, thì gặp người lớn hơn mình cũng phải lễ phép và chào này nọ này nọ. Nhưng không biết lý do tại sao thì anh Ân á, ảnh nhìn em một cặp mắt kiểu như là khinh rồi ghét em lắm kìa. Ghét cay ghét đắng. Tại sao? Em cũng không biết lý do tại sao nữa. Cái khoảng thời gian đó thì em với anh Ân cũng không có nói chuyện nhiều với nhau. Không ưa luôn, em không ưa nó luôn. Chị hỏi là tại sao mà mới nhìn con người ta mà không ưa vậy? Cái cấu hình gương mặt của nó vậy chị. Không có ưa được khúc đầu đã vậy mà. Có một cái tình huống nữa, nguyên đám nam tụi em phải là phải đi ủi đồ, đi ra diễn luôn. Đang gấp lắm chị, phụ trách lẹ lẹ ra. Nó chi li từng chi tiết luôn mà hai đứa vũ công là phải đứng đợi mà nói nó kêu anh tới sau là anh mới chịu thôi chứ sao nó nạt em vậy. Cái em đâu có hiền, em cũng chửi lại, sau đó không mưa luôn. Thì cái tính của em á chị, làm cái gì là phải tỉ mỉ từ A tới Z. Cái đó thì ảnh tới ảnh dành, ảnh gấp thì ảnh dành, thì em mới bực quá. Tại lúc đó em cũng là người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề thôi, em cũng chưa biết các anh chị trước đó là như thế nào nữa, nên em cứ nghĩ là ok tao tới trước tao phải làm trước, mày tới sau mày phải xếp hàng đi.
thì em mới quay qua em nạt như vậy đó, nhưng mà không biết do tại sao anh ghét em. Thì đến một khoảng thời gian hai anh em không gặp nhau nữa, thì đến lúc mà hai anh em gặp nhau ở Vũ Đoàn B, hai anh em cũng có nói chuyện tâm sự với nhau, thì sau đó hai anh em mới gắn kết lại thân cho tới thời điểm là mình quá giải thù hận ban đầu. Sao mình mới gắn kết yêu thương. Rõ ràng là hai bạn có vẻ như là mình khắc khẩu với nhau, nhưng mà mình lại không thể bỏ rơi người còn lại nếu như mà gặp một cái vấn đề gì đó mà cần mình, đúng không? Thì bây giờ Chánh Tính, em cảm nhận như thế nào về con người Lê Thiên Ngân? Những người ngoài người ta nhìn vào, người ta sẽ không biết là hai anh em là thân thiết đến cỡ nào. Tại vì mỗi lần hai anh em gặp nhau là hai anh em cứ cãi lộn hoài à. Nhưng mà sâu bên trong á, hai anh em yêu thương nhau lắm chị. Mỗi đêm về á, hai anh em buồn, hai anh em nhắn tin cho nhau. Hai anh em tâm sự về chuyện đời, tâm sự về chuyện công việc, kể cả chuyện tình cảm riêng của hai anh em vẫn kể cho nhau nghe. Và đến bây giờ á, Chánh Tính là người gắn kết, hầu như là không bỏ sót một cái chương trình nào của LTA. Chánh Tính mong muốn điều gì ở tương lai của LTA? Nếu mà nói em muốn gắn liền với LTA từ khoảng thời gian này tới trở đi á, thì em chưa chắc. Tại vì hiện tại em cũng có nhiều việc riêng của em nữa em phải giải quyết. Em cũng muốn cho LTA là càng ngày càng phát triển mạnh hơn, càng ngày càng đi lên, càng ngày càng đi lên. Càng ngày càng đi lên thì hai anh em phải bớt gây lộn lại mới được. Cái đó là cái duyên nhỉ? Cái duyên. Không cả nhau là không được đâu chị. Duyên cũng mong rằng là LTA trong một tương lai rất gần sẽ ngày càng hoàn thiện hơn và phát triển hơn nữa. Còn riêng với Lê Thiên Ngân, Duyên chúc em có nhiều sức khỏe, có nhiều sự sáng tạo và thăng hoa với con đường nghệ thuật mà em đang theo đuổi, cũng như là LTA là nơi mà em đã rất tâm huyết, thì mong rằng đây cũng sẽ là một cái cơ duyên tốt lành mà tổ nghiệp ban cho em, cũng như là những cái sự yêu thương của các anh chị, những người mà đã đốc thúc em, đã cho em một cái ngọn lửa ban đầu. Hy vọng rằng là sẽ gặp lại LTA với Lê Thiên Ngân ngày càng phát triển hơn nữa. Và hôm nay mà em đến với chương trình, em và các bạn trong nhóm có chuẩn bị một tiết mục nhảy để mà xin gửi tặng đến bao quý vị đang xem chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Lê Thiên Ngân. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với món quà đặc biệt của Vũ Đoàn LTA. Who is wrong? I don't know. I've got pain in my heart, got a love in my soul. Is it come, but I think, is it go? I need you so. All the times I need to slow. Sherry, Sherry, lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry, lady, living in devotion. So it's like the first. Let me take a part. Share, share with me. If there's no tomorrow, I think my heart will lose it. Listen to your heart. Share, share with me. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. À,
Xin được cảm ơn Lê Thiên Ân và Chánh Tính đã tham gia vào chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời ngày hôm nay. Phải nói là rất là vui khi một lần nữa được đứng cùng sân khấu mà không phải là vai trò của thí sinh, đạo diễn hay là một vũ công, mà là những người bạn để truyền tải những giá trị, những thông điệp đến với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Còn ngay bây giờ thì xin được mời đạo diễn Ngọc Duyên sẽ đại diện những người thực hiện chương trình sẽ gửi đến Lê Thiên Ân một quy hiệu để ghi lại những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa tại Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Thưa quý vị, thường thì người ta chỉ hối hận với những gì người ta không làm, ít ai hối hận với những gì mình đã làm. Hy vọng rằng tất cả quý vị hãy xem tuổi trẻ là nơi để thực hiện ước mơ của mình. Đến đây thì thời lượng chương trình cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 22 giờ 45 phút tối mai trên HTV9. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.